Cô gái tên là Trì Nguyệt, xinh đẹp, trẻ trung được mệnh danh là đại minh tinh của làng người đẹp nổi tiếng của phim hành động. Hôm nay là buổi quay phim cho một vai diễn mà cô đã nhận, nhưng khi vừa đến phim trường thì đã bị nghe những lời nói xấu sau lưng của bạn diễn trong toilet nói rằng: "Cô diễn chẳng ra gì, lại còn tưởng mình giỏi, chắc là do có đại gia chống lưng mới được nhận vai chính trong phim thôi." Đây là lúc cô đáp trả lại những gì mà bạn diễn đã nói xấu về cô bằng những cú tát đau điếng và lặp đi lặp lại vài lần. Quay xong thì Trì Nguyệt đi làm quen với ba em nhỏ cho vai diễn làm mẹ của ba đứa nhưng ba đứa nhỏ có vẻ rất đáo để và tinh nghịch có vẻ không chịu hợp tác cho lắm sau một ngày dài quay phim mệt mỏi chị nguyệt cùng trợ lý lên xe và về nhà nhưng do mệt quá cô đã ngủ thiếp đi cũng cùng lúc ấy diễn ra hiện tượng nguyệt thực toàn phần xe của cô đã lao thẳng vào vòng lốc xoáy xuyên không về thế giới cổ đại xa xưa đến sáng hôm sau khi vừa tỉnh giấc thì cô đã thấy mình nằm trong một cái hòm tối tăm xung quanh thì nghe tiếng ồn ào nào của người lớn và trẻ con Tiếng quát mắng ỉ oi và tiếng van xin thức ăn của trẻ nhỏ hòa lẫn với tiếng khóc lóc khiến cô bực nhọc khó chịu dùng hết sức lực đẩy nắp hòm ra. Mọi người xung quanh thì hỗn loạn lo sợ vì cứ tưởng người chết sống dậy nên hồn bay phách tán cả lên, cô bật dậy và bước ra khỏi hòm. Cô vẫn chưa biết mình đã xuyên không nên cứ nghĩ là đang ở phim trường quay phim, còn mọi người thì cứ nghĩ cô là ma. Cô đi ra phía ngoài cổng, nhìn thấy mọi thứ xung quanh đều chân thật và lạ lẫm, cũng từ đây cô đã dần nhận ra mọi thứ không thật sự là phim trường. Trong thế giới cổ đại này, Cô chính là mẹ kế độc ác nên khi cô lao bệnh cậu con trai đầu lý tử cường không muốn cứu vì trong quá khứ mẹ kế đã đối xử tàn nhẫn với chúng. Nhưng cô gái thứ hai vốn tính tình hiền lành lại thương người nên đã khuyên can anh mình lại và xin anh hãy cứu lấy mẹ kế vì dù gì nếu để mẹ kế mất đi thì ngôi nhà cũng chẳng còn. Nghe em gái nói cũng có lý nên người anh đã vội vàng đi kêu thầy lang đến trị bệnh cho mẹ. Nhưng vì thấy đám trẻ con nên thầy lang và tên đi cùng đã cùng nhau bày mưu tính lừa bọn trẻ. Bằng cách phải ký giấy nợ 20 lượng vàng thì mới chữa bệnh cho mẹ kế của bọn trẻ vì thương mẹ kế nên cả ba đã đồng ý ký vào giấy nợ. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì Trì Nguyệt đã thấy bọn thầy lang đến lấy hết những đồ vật giá trị cầm cố tiền nợ chữa bệnh. Sau đó, tranh cãi qua lại Trì Nguyệt đã tát tên thầy lang kia một cú đau điếng. Tối hôm đó, cô vẫn chưa tin được rằng mình đã xuyên không trở thành mẹ kế của ba đứa trẻ kia, nên đã hỏi chúng lại một lần nữa và cảm thấy thật đen khi xuyên không về cổ đại lại phải hóa thân vào một bà mẹ ghẻ độc ác lại phải nghèo rớt mồng tơi. Cùng lúc đó, Chị Nhu trợ lý của cô ở thời hiện đại xuất hiện đem một chút trái cây qua cho cô và bọn trẻ vì cô đang trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn. Chỉ khi nhận ra, chị Nhu kia không phải diễn thì cô mới chấp nhận và tin việc mình đã xuyên không là sự thật. Sau khi biết bọn trẻ đã vì mình mà phải trả một số nợ lớn 20 lượng vàng, chị Nguyệt cảm thấy mình cũng cần nên có trách nhiệm với bọn chúng và cô quyết định sẽ trả số tiền ấy cho chúng nhưng với ba điều kiện, phải chung sống hòa thuận với nhau. Kể từ đây, cô chính thức bắt đầu hành trình chăm trẻ của mình. Vì như lời đã hứa, cô đi săn gà rừng bằng vật dụng có sẵn là dây cao su cột tóc mình trở thành vũ khí đi săn mồi của cô thế là được hai con gà rừng ngon lành đem về nhưng đây mới là công đoạn khó khăn đây vì từ trước tới giờ cô chưa từng cắt tiết gà mà hôm nay phải tự tay cắt tận hai con loay hoay cả buổi cuối cùng hai con gà cũng nằm gọn trong xoay và hì hục cả buổi chiều cuối cùng cũng có một tô canh gà nóng hổi vừa thổi vừa ăn cho cả gia đình ăn tối xong cô đứng bên cửa sổ thần thờ nhớ về khoảnh khắc thời gian diễn ra nguyệt thực trong tâm trạng lo lắng không biết rằng nguyệt thực xảy ra lần nữa thì cô có được trở về thế giới của mình hay không đang suy nghĩ thì âm thanh của tiếng gọi vang vọng bên ngoài khiến cô giật mình trở về hiện tại đó là một chàng thư sinh tên cơ hồng đang loay hoay bên chiếc xe ngựa bị kẹt bánh xe dưới vùng lầy cần sự giúp đỡ của ba mẹ con cô bằng những kiến thức có được từ thế giới hiện tại việc này không hề làm khó cô cô nhanh chóng bảo lý tử cường lấy cục đá và một cây củi dài sau đó hiệp lực cùng nhau đẩy xe lên một cách dễ dàng nhờ thực hiện định luật đòn bẩy đẩy xe ra khỏi vũng lầy cô mời chàng thư sinh vào trong nhà lau mặt vì mặt anh ta đang dính phải bụi bẩn do đẩy xe khi cả hai đang nói chuyện thì tên đi cùng thầy lang đợt trước chữa trị cho cô xuất hiện lão lý thôi cùng bà vợ xông vào nhà trì nguyệt và vu khống cho cô tội danh dâm phụ vụ trộm với chàng thư sinh bèn dẫn cô lên gặp trưởng thôn nói cho ra lẽ vì mình chẳng làm gì sai cả nên trình nguyệt cũng chẳng ngán gì việc gặp trưởng thôn vừa đến nhà trưởng thôn hắn ta và cô vợ đã va và xỉ vả chửi rủa những lời không hay và vu khống cho trì nguyệt dám dụ dỗ chàng thư sinh kia khi chồng vừa mới qua đời vì vốn đã mua chục vị thư sinh kia nên hắn ta và vợ thản nhiên và ngây ngang nghĩ rằng phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về mình, nhưng tình thế lại đảo ngược hoàn toàn và không đứng về phía hắn ta. Vị thư sinh cơ hồng vốn đã quen biết với trưởng thôn từ khi còn bé nhưng đến nay mới gặp lại. cậu ấy chính là con trai của tam muội trưởng thôn. vốn tính cách ngay thẳng, anh Tuấn và cường tráng của một đấng anh hào nên không thể nào hùa vào cùng tên kia mà ăn hiếp một tiểu cô nương nhỏ nhắn yếu đuối như thế. cậu ta đã giải thích cũng như thanh minh rõ tường tận sự việc của mình và cô nương kia. cuối cùng thì trưởng thôn cũng hiểu và chọn tin tưởng cậu ta còn trì nguyệt khi thấy mình đang ở thế thượng phong nên cũng muốn trả đũa lại vợ chồng tên kia bằng những khả năng sẵn có diễn xuất của mình cô hóa thân và cô gái hóa chồng bị sỉ nhục sỉ và tổn thương và đau khổ uất ức đến như vậy khiến cô mang nhiều tai tiếng khiến vị trưởng thôn cũng mùi lòng mà thương cảm làm chứng cho khất nợ đến tháng sau trả cho tên lý thôi kia sau khi thấy mình thua thảm hại dưới tay trì nguyệt hắn cùng vợ về mách và than thở với mẹ mẹ hắn ta vốn cũng chẳng ưa đứa con dâu này nên luôn tìm cách muốn lấy lại 20 lượng vàng cho bằng được và bằng mọi cách mẹ chồng của trì nguyệt đang lâm bệnh với tính cách không chịu khuất phục và ghét áp bức nên cô muốn chọc tức mẹ chồng bằng cách đem chén thuốc vào cho mẹ chồng uống đợi bà uống xong cô liền nói thuốc được sắt từ cục mụn cóc của cô khiến bà mẹ chồng xấu tính kia vừa nôn nửa muốn ói ra vừa tức đến phát chết còn chàng thư sinh kia vốn cũng đã cảm mến và lấy làm thích thú vì cô nương trì nguyệt có tính cách và suy nghĩ khác lạ với những người trong thôn nên khi vừa nghe trưởng thôn nói cô cắt thịt hầu cho lý lão uống thuốc liền tức tốc hối hả đem thuốc đến cho cô đến nơi thì thật ra cô không bị gì cả Thấy vậy vị thư sinh Cơ Hồng liền rủ Trì Nguyệt đi ngắm trăng qua chiếc ống ngắm trăng mà cậu ta vừa mới làm xong. Dưới một khung cảnh lãng mạn nên thơ có một cặp nam nữ khôi ngô tuấn tú xinh đẹp cùng nhau ngắm trăng. Vừa hai lúc ấy có một ngôi sao băng bay vụt qua, Trì Nguyệt liền bảo Cơ Hồng hãy cầu nguyện nhanh ngay đi. Cơ Hồng liền làm theo nhưng chẳng biết biết có nghĩa gì. Sau khi nghe Trì Nguyệt giải thích thì Cơ Hồng mới nhận ra, khi có sao băng vụt qua mình sẽ cầu nguyện và điều ước ấy sẽ trở thành hiện thực. Cả hai cùng tâm sự và trò chuyện vui vẻ cùng nhau dưới ánh trăng sáng chị nguyệt đã giúp cơ hồng hiểu ra nhiều điều trong cuộc sống rằng mình gặp ai trong cuộc đời này đều đáng quý và đã là duyên phận đã được ông trời sắp đặt cửu biệt trùng phùng và khiến cơ hồng cảm nhận được cô nương này sự vui vẻ lạc quan và yêu đời luôn hướng về phía trước trở về với cuộc sống làm mẹ và chăm sóc ba đứa trẻ của chị nguyệt sau khi vỗ về cô bé nhỏ lý tịch ngủ say lý tử thần cũng muốn nghe mẹ chị nguyệt kể chuyện nhưng ngay lúc cô bé muốn đi vệ sinh nên đã xin phép ra ngoài vừa xuống cầu thang đã bị tên lý thôi kia phục kích sẵn ở ngoài bắt cóc đi một lúc sau đó thấy lý tử thần lâu quá chưa thấy và liền lo lắng đi ra ngoài tìm và gọi mãi chẳng thấy đâu vô tình nhìn thấy một sợi dây nơ cài tóc của cô bé nên biết ngay có chuyện xảy ra liền tức tốc chạy đi tìm đến ngã ba đường phát hiện bọn đám kia bắt trói cô bé trên chiếc xe ngựa chuẩn bị đem bán bọn tên hung đồ kia cứ nghĩ cô tay yếu chân mềm nên hốc hác và không sợ trêu chọc cô cuối cùng đã bị cô tung chiêu vài đòn và ngã sóng xoài dưới đất lần lượt từng tên đã ngã hụi chị nguyệt liền leo lên xe cởi trói và cứu lý tử thần nhờ vụ việc này xảy ra đã gắn kết thêm tình thân mẫu tử giữa ba mẹ con đặc biệt là Lý Tử Thần và Trì Nguyệt. Vì cô đã xả thân không sợ nguy hiểm đánh bọn hung đồ hung dữ kia để cứu Lý Tử Thần nên cô bé rất cảm kích. Và cũng là lần đầu tiên cậu cả Lý Tử Cường nói làm cảm ơn với cô. Tuy lời nói còn chưa được tình cảm cho lắm nhưng cũng đã phần nào thể hiện nói lên rằng cậu bé đã dần mở lòng hơn với Trì Nguyệt. Mẹ chồng vẫn với âm mưu muốn hại con dâu vì bà ta chẳng ưa gì Trì Nguyệt. Đợt này chuẩn bị có Trương Đại Quý về thăm nên bèn tính kế cùng con trai lấy lòng Trương Đại Quý để được giúp đỡ cho công việc làm ăn sau này. Chị Nguyệt vì muốn kiếm tiền trả nợ nên đã săn bắt thú rừng để bán, nhưng người dân ở đây lại ít ăn thú rừng dẫn đến việc buôn bán ế ẩm khiến chúng thối um lên hết. Nhờ câu nói của cô bé Lý Tịch, chị Nguyệt đã nảy sinh ra được ý tưởng là nấu đồ nhắm rượu cho thôn với mong muốn bán được hàng có tiền trả nợ. Nhưng đời không như là mơ, khi hục mãi với món đồ nhắm rượu đầu tay với hương vị chưa được ngon cho lắm. Đi qua tính hỏi thăm cũng như xin ý kiến như tổng thì ngay lúc cô ấy đang khóc vì bà mẹ chồng quá đáng lấy hết tiền tiết kiệm của cô và chồng đem đi hết cho con trái thứ. Khi bị Trì Nguyệt phát hiện thì liền khóc lóc ỉ ôi thể hiện mình đau khổ và xỉ vả người con dâu dám cãi lại lời mẹ chồng. Thấy tình cảnh như vậy, Trì Nguyệt đã ra tay giúp đỡ Ngưu Tổng và vô tình đã tìm được nguyên liệu còn thiếu trong món nhắm rượu của mình đó chính là hoa tiêu. Cùng hôm ấy, nhà mẹ chồng của cô có cô em chồng Nghi Nhi về thăm mẹ cũng không ưa gì Trì Nguyệt nên cũng muốn trừ khử cô lắm nhưng do chưa có cơ hội và chưa phải lúc. Số tiền kiếm được từ bán thú rừng Trì Nguyệt đã đem đi giúp đỡ cho Ngưu Đa Y Tẩu, Từ Cường khi biết đã rất tức giận vì nghĩ cô không muốn cứu tiểu muội tử thần vì nợ số tiền 20 lượng bạc lý thôi nếu không trả đủ tử thần sẽ bị bắt đi bán mất. Sáng hôm sau, vì đã tìm được bí quyết nguyên liệu cùng với những kiến thức cũng như sự lanh lẹ am hiểu của mình. Chị Nguyệt đã đem số món kho nhắm rượu của mình ra phiên chợ bán với mong muốn kiếm thêm tiền và cũng như để trả nợ. Cô đã tận dụng những hiểu biết của mình tung ra chiêu thức quảng bá, trải nghiệm ăn thử trước khi mua để khách hàng cảm nhận được mùi vị của món ăn trước khi quyết định mua. Nhờ chiêu thức này mà cô rất được mọi người trong thôn ủng hộ bán hết sạch chỉ trong vòng một buổi mà đã hết sạch và thu về kha khá là xu. Cùng lúc ấy, chàng thư sinh đến báo cho Trì Nguyệt một tin sắp đến làng Tây Không sẽ đón Trương Đại Quý về thăm làng, Trương Đại Quý là người buôn bán rất to, rất quý người dân ở làng Tây Không, mỗi năm đều đến đây một lần để chiêu đãi người dân ăn uống. Thấy cơ hội đã đến, Trì Nguyệt liền về làm thêm món kho để đem đến Trưởng thôn với suy nghĩ, cho Trưởng thôn thưởng thức món kho và sẽ chọn món kho của mình làm món chiêu đãi nhắm rượu khi Trương Đại Quý đến nhưng đến nơi đã bị mẹ chồng đi trước một bước. Bà ta muốn con trai mình là Lý thôi tổ chức buổi chào đón Trương Đại Quý. Tiệc ăn mừng và chào đón trương đại quý cũng đã diễn ra, đồ ăn thức uống được bày biện ê hề. chị Nguyệt cũng muốn tìm cách để tiếp cận trương đại quý, cô lấy hết can đảm tiến đến ngồi cùng bàn ăn của trương đại quý, mặc cho bà mẹ chồng đang cố sức can ngăn. Vị này là trương đại quý phải không ạ? Tiệc hôm nay là do đại ca của ta tổ chức, vị có hài lòng không ạ? Con trai bà tên lão sinh đến kéo chỉ Nguyệt ra ngoài với thái độ hàn học, nhưng tất cả vẫn không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của cô cả. Trong lúc ngưu đại tẩu đem đồ ăn đến, trong đó có đi kèm món kho của cô được sự hậu thuẫn giúp đỡ thêm của trưởng thôn cuối cùng vị Trương đại ký cũng đã ăn thử được món kho của cô liền hỏi đây là gì vậy bà mẹ chồng liền hốt hoảng bảo món này không liên quan đến lý sinh vì sợ món không ngon con trai bà sẽ bị của trách trưởng thôn liền nói đây là món mà tiểu cô nương trì nguyệt lúc này làm đấy trương đại quý nghe xong liền muốn gặp lại cô để hỏi bí quyết món ăn sao cô có thể suy nghĩ được dùng cổ vịt và chân gà làm món kho vậy trì nguyệt thấy cơ hội đã đến liền nhanh nhảu trình bày cho trương lão gia thưa trương lão gia tuy đây là những món không phải nguyên liệu cao sang gì nhưng khi được chế biến hợp lý vừa có độ giòn và dai nhanh cơ hội cô liền nói kế hoạch kinh doanh muốn bàn với trương lão đại đây và nhanh chóng được ông đồng ý hẹn gặp vào ngày mai sau buổi tiệc bà mẹ chồng về nhà với thái độ bực nhọc tức giận vì mọi việc đã bị trì nguyệt phá đám nhưng cùng lúc đó có một cô nương đi vào xà vào tay bà thì thầm tiết lộ bí quyết món kho của trì nguyệt khiến bà hả hê và bắt đầu kế hoạch trả thù ngày hôm sau Trì Nguyệt đã có mặt từ sớm ở Lý Gia Tử Đường để trình bày bản vẽ món kho tuyệt tuyệt tử của mình cho Trương Đại Quý xem. Tuyệt tuyệt tử có nghĩa là ăn xong sẽ vui như một đứa trẻ. Nghe cô giải thích tên món ăn cả trưởng thôn và Trương Đại Quý đều tấm tắc khen ngợi hết lời. Sau đó liền đưa ra giá bán 50 đến 100 lượng vàng để mua lại bản vẽ cũng như phương thức làm nên món kho này. Trì Nguyệt liền nhanh nhẩu nói rằng món kho này thật ra rất dễ chế biến, nguyên liệu thì cũng có sẵn tiền chẳng qua rất dễ thương lượng. Chủ yếu cô chỉ muốn thỉnh cầu hai điều thứ nhất, số gà vịt làm món kho sẽ được mua hoàn toàn từ thôn Tây không? Chưa kịp nói điều thứ hai, thì lão mẹ chồng đã cắt ngang, khoan đã. Bước vào cùng mẹ chồng Ngưu Tẩu vừa và vừa nói tên bí quyết nguyên liệu riêng biệt tạo nên món kho của Trì Nguyệt. Là xuyên tiêu hiện tại đang nằm trong tay bà ta chủ yếu muốn kéo Trương Đại Quý về làm ăn với con trai của bà ta. Nhưng với tính cách biết phải biết trái của Trương Đại Quý ông vẫn muốn hợp tác với Chỉ Nguyệt mặc cho bà lão mẹ chồng hết sức ngăn cản. Tiếp lời điều thứ hai mà Chỉ Nguyệt muốn thỉnh cầu với ông đó chính là mượn ông 20 lượng bạc trả cho nhà họ Lý, số tiền ấy sẽ trừ vào tiền hàng của cô. Nhưng với tính cách trọng nghĩa khí, ngài đại quý đây đã làm việc một thời gian với Lý Bình nên đã tặng cô số tiền này xem như là chút lòng thành hợp tác làm ăn cả hai bên. Cô vui vẻ trở về nhà, trên đường về gặp đám nhóc trong đang tụ tập ức hiếp Tử Cường vì muốn giành con thỏ mà Tử Cường vừa săn bắn được. Vì không đưa nên chúng xúc phạm nói, ngươi không có mẹ, ngay cả mẹ kế cũng không đứng ra bên vực ngươi, chứng tỏ ngươi chẳng có ai chống lưng cả. Nghe đến đây, Trì Nguyệt liền vội đi đến nói đỡ cho Tử Cường khiến chúng sợ hãi liền bỏ chạy sau đó cả hai cùng trở về nhà. cô đã dạy cho Tử Cường cách làm cung bắn bằng dây cao su để có lực đàn hồi hơn cũng như hướng dẫn cách bắn sau cho chuẩn xác nhất và khích lệ tinh thần cậu. bé cũng nhờ vào khoảng khắc này mà hai mẹ con có dịp chia sẻ và kể nhau nhau những chuyện vừa qua khiến tình cảm thêm gắn kết và hiểu được lòng nhau hơn. nhờ vào số tiền bán được từ món kho, cô mua cho bọn trẻ áo quần mới để chúng thay đổi. đứa nào cũng vui vẻ và sung sướng hết cả lên. còn lúc này ở nhà tên Lý Thôi kia. Hắn và mẹ đang tức sôi máu và hậm hực vì bị Trì Nguyệt hớt tay trên mối làm ăn ngon nên rất là ghét cộng thêm cháu đích tôn bảo bối, vừa bị Từ Cường và Trì Nguyệt ức hiếp nên cục tức đã dồn đến tận cổ khiến hai mẹ con ôm mối thù hận quyết tâm trả thù cho bằng được bằng âm mưu tống cổ mẹ con nhà Trì Nguyệt ra khỏi làng. Trì Nguyệt và Cơ Hồng dẫn Tử Thần đi chợ thôn để dạo chơi và mua một ít đồ, nhưng cô bé chợt có chút buồn vì nhìn thấy các bạn ở thôn khác đến trường. Nhìn ra được điều ấy, Trì Nguyệt muốn cho bọn trẻ nhà mình đến trường để học chữ nhưng chợt nhận ra ở thôn Tây không lại không có trường học cơ hồng đứng bên cạnh liền xưng phong làm sư phụ bất đắc dĩ cho bọn trẻ một thời gian tối đó cả hai cùng nhau bàn luận sắp xếp bố trí nơi học và bàn học cho bọn trẻ và trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ cô cũng đưa ra lời khuyên thiết thực cho cơ hồng nếu làm một công việc mình không yêu thích thì chẳng khác gì con cá khô khiến cơ hồng đã ngộ nhận ra vài điều sáng hôm sau cả hai cùng nhau đi vào rừng để tìm nguyên liệu làm bảng dạy học cho bọn trẻ chẳng may cô bị trượt chân khá nặng nhờ ấy mà cô nhìn thấy được nghề răm là nguyên liệu ủ rượu lên men Do chân của cô đã bị thương không thể tự đi được nên cơ hồng đã công cô về đến tận nhà cũng chính chuyến đi chung lần này mà cơ hồng đã nhớ mong và thầm thương trộm nhớ Trì Nguyệt. Còn Trì Nguyệt vẫn còn bận lo suy nghĩ buôn bán kiếm sống nên cô chỉ nhớ đến nghề răm mà lúc sáng mình vô tình thấy được. Đợi mẹ đi ngủ. Bọn trẻ súng lại với nhau bàn luận về chàng thư sinh cơ hồng hai chị em cô bé tử thần thì cũng khá thích cơ hồng chỉ riêng tử cường là có chút không ưng ý cơ hồng đến tiếp cận mẹ mình. Buổi đầu tiên dạy bọn trẻ. Cơ hồng đã bị cho vào tình huống khó toàn những câu hỏi khó đỡ của bọn trẻ khiến chàng thư sinh há hốc mùng không biết phải trả lời như thế nào nào là tử cường thì hỏi ra thế còn cô bé tử tịch cũng rất tinh nghịch hỏi sư phụ có thích mẹ bọn con không khiến cơ hồng chỉ biết ngượng ngùng đứng chơ ra không biết phải trả lời như thế nào khoảng cách càng gần khi hàng ngày đến dạy bọn trẻ học và gặp trì nguyệt cô nương mỗi ngày đã khiến chàng thư sinh cơ hồng càng thầm thương trộm nhớ trì nguyệt hơn đang trong sân tính toán tiền buôn bán từ gà vịt và trò chuyện rôm giả cùng bọn trẻ nhu tổng chạy vào thôn xảy ra chuyện lớn rồi trì nguyệt oi hai người chạy ra chợ thôn với trước mặt là sự khóc lóc của người dân vì gà khi không mà biến mất không thấy tung tích tối hôm ấy có một tên lén lút trước cửa cổng nhà trì nguyệt sáng ra cô đã thấy bất ngờ vì mọi người đều tập trung đông vừa xỉ xả rôm rả trước cửa nhà cô mở cửa ra đã thấy hàng loạt con gà nằm la liệt ở trước cửa mọi người ai cũng dồn ánh mắt hoài nghi về phía trì nguyệt nói rằng cô là yêu nữ đến đây hại dân làng chứ sao khi không từ một hóa phụ lại trở nên giỏi giang đến như vậy cùng lúc đó tên lão lý sinh xuất hiện cho người đến bắt trì nguyệt Liên áp giải Trì Nguyệt đến nhà bà lão mẹ chồng gọi cả trưởng thôn và tất cả mọi người đến nghe bà bịa đặt, rằng được chồng báo mộng về cho rằng Trì Nguyệt đã bị yêu quái nhập vào thích ăn máu tươi và thịt sống, nếu không tiêu diệt sẽ gây hại đến cho dân làng. Với âm mưu muốn trừ khử Trì Nguyệt và bắt đám cháu lại, bà ta cho nhốt Trì Nguyệt lại và có ý định muốn giết cả Trì Nguyệt nhưng đã được cậu bé con của Đại Phong nghe thấy, liền chạy đến nói với bọn trẻ và thả bọn trẻ ra. Ở trong đây, sau một đêm nhốt Trì Nguyệt nhưng vẫn chưa hả dạ bà ta và tên con trai Lý thôi vẫn giữ ý định muốn giết chết Trì Nguyệt mặc cho trưởng thôn. Hết sức can ngăn và nói đỡ nhưng vì sức ép của bà ta cùng với dân làng khiến ông cũng phải ngậm ngùi im lặng không thể làm gì khác. Bà ta quá đáng và ác độc đến mức dùng dây rừng, nói là dây thường trừ yêu. Khi đánh vào người con dâu bà lập tức yêu quái sẽ thoát ra, vì mê tín dị đoan nên dân làng cũng tin lấy tin để. Vì chứng minh cho sự trong sạch ngay thẳng của mình, Trì Nguyệt đã cắn răng chịu đựng đứng chịu đòn roi của tên Lý thôi đến giướng cả máu lưng, ngay lúc ấy vang lên tiếng, "Mẹ ơi." Dẫu nghe những lời giải thích từ tử thần nhưng bà ta vẫn bỏ ngoài tai dùng hết sức lực mà đánh tới tấp vào người của chị nguyệt chị nguyệt dùng lưng của mình ôm che chở cho đàn con vì chứng minh cho sự thật và chờ cơ hồng đi lấy bằng chứng cơ hồng bước vào cùng với thùng chứa máu lợn đó chính là máu lợn mà tên lý thôi xin từ nhà lão trương với những bằng chứng thuyết phục từ cơ hồng mẹ con lý thôi bẽ mặt cúi đầu nhận tội một cách ê chề và sự trừ rủa của dân làng vì muốn giúp đỡ chị nguyệt chàng thư sinh cơ hồng chưa một lần phải giặt giũ áo quần tưới cây nấu ăn thì hôm nay lại phải sắn tay áo vào làm những việc ấy nhưng Trì Nguyệt vẫn có nỗi lo canh cánh trong lòng đó là nếu không có Trì Nguyệt bên cạnh, bọn trẻ sẽ không ai chăm sóc và bị mẹ chồng tên Lý thôi ức hiếp. Sáng hôm sau, Cơ Hồng cùng Trì Nguyệt ra chợ xem việc buôn bán thế nào, vô tình thấy phường rượu cao cấp trên chợ chỉ bán rượu cho người mỗi người còn người nghèo thì không được uống. Cô liền nảy ra ý định làm rượu chất lượng để kinh doanh mua bán. Tiện thể lúc chưa Trương Đại Quý đến gửi tiền bán gà đợt trước cô liền nói suy nghĩ này cho Đại Quý biết cũng vừa hay ông cũng có tiệm rượu. Nói xong ông liền dẫn Trì Nguyệt cùng Cơ Hồng đến tham quan quán rượu xem qua Trì Nguyệt có ý định sẽ khởi sắc lại quán rượu của ông với lợi nhuận chia đôi. Xem xong, ông liền gửi một vài bình rượu cho Trì Nguyệt đem về dùng thử. Về đến nhà Trì Nguyệt liền đem hai bình rượu ra cùng Cơ Hồng uống, do chưa uống rượu bao giờ nên chỉ mới uống một ngụm Cơ Hồng đã lăn vào ra xiển chèo queo. Ngày hôm sau, cả ngân hàng liền bí mật tổ chức sinh nhật cho Tử Tịch, cô bé cứ ngỡ mọi người không ai thèm nhớ đến sinh nhật của mình mà xém xíu nữa là òa khóc rồi. Cả nhà cùng quây quần thổi nến và ăn bánh bên nhau, ăn xong là bắt tay vào làm ủ rượu cho kế hoạch kinh doanh sắp tới cùng đại quý ủ rượu dòng dã qua một ngày một đêm cũng đã đến lúc khui rượu đây cũng là lần đầu trì nguyệt làm và ủ rượu nên cô cũng khá lo lắng và hồi hộp không biết có ngon thơm hay không nữa nên phó thác việc khui rượu cho cơ hồng vừa mở rượu ra đã thấy thơm nồng nặc mùi men rượu trì nguyệt liền múc một chén và thử ngay thử xong cô tấm tắt khen ngon nhưng cô vẫn chưa biết nên đặt tên rượu này là gì nữa sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng có cái tên cho để gọi đó chính là nhất khẩu nhập hồn nghe là đã thấy mùi men say xỉn rồi và hành trình buôn bán mới chính thức được bắt đầu nhưng mọi sự thì khởi đầu nan đâu có gì mà suôn sẻ, mở cửa cũng mấy ngày liên tục nhưng chẳng có ai đến mua cả. Chị Nguyệt và bọn trẻ cũng sốt ruột lắm cũng do quán nằm ở xa nên ít người tới lui và cũng thường vào dịp lễ hay đám tiệc họ mới dùng đến rượu. Chị Nguyệt khi thấy chữ của cơ hồng viết quá đẹp liền suy nghĩ ra cách kéo đó chính là phát tờ rơi cả nhà liền kéo nhau ra phiên chợ phát tờ rơi thu hút khách hàng đến quán rượu của mình. Khi mọi người đã tập trung đông đủ, chị Nguyệt liền phát biểu đưa ra thách thức nếu ai uống hết ba chén rượu mà vẫn không say thì cô nương này sẽ bao rượu đến cả ba đời sẵn đây cũng là hình thức quảng cáo rượu mà không phải tốn kém gì cả. Nghe xong mọi người đều gieo hò hưởng ứng nhiệt tình cả lên, nhờ vậy mà bán cũng được kha khá bình rượu. Còn ở phía bên nhà chồng của con bà lão mẹ chồng đây cũng đang rất phiền lòng và áp lực vì cô cũng đã được gả vào nhà rất lâu rồi trước cả xuân. Nương nhưng đến nay vẫn chưa có một mụn con khiến cô luôn bị dòng ngó và tai tiếng hơn khi muội xuân nương của mình đã mang thai một quý tử. Nhưng cũng may mắn thay cho cô, cô vẫn được lão gia chồng mình trọng dụng và tin tưởng giao cho việc kinh doanh buôn bán rượu tiếp tục với công việc làm sư phụ của bọn trẻ, sau khi kết thúc buổi học cơ hồng tính đi về nhưng Tử Thần đã gọi lại và mời dùng chén trà và nghỉ ngơi một chút. Sẵn đấy Cơ Hồng liền hỏi thăm về Trì Nguyệt, "Tử Thần, Trì Nguyệt cô nương hôm nay có về không?" Do công việc ở tiệm rượu mới mở còn rất nhiều việc phải lo và còn phải buôn bán nên Trì Nguyệt phải ở lại tiệm rượu trông coi nên đã hai hôm liền không về. Cơ Hồng lấy trong áo ra một chiếc vòng tay đưa cho Tử Thần nhờ cô bé đưa cho Trì Nguyệt nhưng Tử Tịch không nhận liền nói, "Thầy đến và đưa đi cũng không thể nhờ bọn con mãi được." mình thích ai thì phải luôn bên cạnh người đó chứ ạ. À, cả hai đều cố gắng tạo điều kiện và hối thúc thầy của mình đi tìm mẹ để gắn kết và tiến triển mối quan hệ hơn. Hôm nay Trì Nguyệt kêu Cơ Hồng và Ngưu Tẩu đến quán rượu phú quý của mình để trải nghiệm và nếm thử mùi vị của những bình rượu. Hoa quả thơm ngon mà cô nương đây đã tự tay ủ và pha chế có tên là rượu đuôi gà vì chúng có màu sặc sỡ như những bộ đuôi gà. Ngưu Tẩu uống xong liền tấm tắc khen mùi vị, ngon ngọt mùi vị lại mới mẻ. Cô có ý định sẽ chế biến pha rượu cho mỗi thực khách đến quán và bắt đầu màn biểu diễn pha rượu điêu luyện cho Cơ Hồng và Ngưu Tẩu há hốc mồm. Còn ở bên nhà lão gia chồng của nghi muội con gái của lão mẹ chồng lấy làm bực nhọc kèm tức giận vì việc làm ăn của quán rượu. Gần đây trở nên thua lỗ bất thường, vốn lẽ quán rượu của lão ta là nguồn thu nhập chính lúc nào cũng nườm nượp khách, nay lại vắng khách đi đến lạ làm giảm sụt doanh thu đáng kể. Nghi muội vợ hắn ta cũng lo lắng khi chồng tức giận liền an ủi và hứa sẽ tìm ra nguyên do dẫn đến quán vắng khách với mong muốn lấy lại số doanh thu ban đầu cho quán. Ở quán rượu Phú Quý Cơ Hồng đã giúp Trì Nguyệt Trang Hoàng lại quán cho mới mẻ theo phong cách quán ba ở quê hương cô nương. Quán ba có nghĩa là quán rượu mà cả nam và nữ thường hay lui tới để giải sầu. Nhắc tới quê hương, Cơ Hồng liền biết Trì Nguyệt cô nương đây cũng đang rất là nhớ về quê hương của mình nhưng cô nương đây không thể về ngay được và cô muốn về cũng chẳng được. Vì việc muốn về hay không chẳng phải do cô quyết định và đặc biệt hơn với mong muốn kinh doanh ổn một cái gì đó rồi để lại cho bọn trẻ có cái sinh nhai thì cô mới yên tâm rời đi. Nói chuyện một hồi, nhìn lại thì trời đã tối sụp mất rồi cả hai không thể nào về nhà được, Trì Nguyệt liền nói, "Chắc hôm nay huynh phải ngủ tạm ở đây rồi." nếu huynh không chê thì ta ghép bàn lại và nghỉ ngơi tối nay nghe xong cơ hồng liền đứng phát dậy ngại đỏ mặt vì đối với anh nam nữ thọ thọ bất thân chợt nhớ ra món quà mà mình tính dành tặng cho cô nương đây ta muốn tặng mỗi chiếc vòng tay này phía bên kia cô em chồng của trì nguyệt đã phát hiện lý do vì sao quán dạo này ế ẩm là không thể nào vì quán rượu rách nát lại kéo khách đến như vậy tên kia liền nói vị tẩu tẩu của nàng không biết học đâu ra nhi hết rượu đuôi gà rồi đến đồ nhấm chưa thấy bao giờ rồi còn cái trò trả ba tặng một có nghĩa là khi nàng trả ta ba lượng ta sẽ ghi vào sổ bốn lượng khi mà nàng đến chỗ cô ta uống rượu cô ta sẽ trừ thẳng vào sổ. Khi nghe xong, Nghi muội đứng ngồi không yên tức giận quyết sẽ làm một cái gì đó. Sáng hôm sau, Lý Nghi dẫn theo tỉ muội của mình đến quán rượu của Trì Nguyệt để thăm dò và thử hương vị nhưng chủ yếu chính là đến tìm cách quấy rối mà thôi. Trì Nguyệt có ý định không tiếp đãi hai người này nhưng Lý Nghi đã nói đỡ, muội ấy đang mang thai nên có hơi nói khó nghe, phiền tỉ chuẩn bị vài món ngon cho muội ấy nên Trì Nguyệt quyết định cho người chuẩn bị tiệc và đầy đủ những món ăn ngon nào là khoai tây chiên giòn với nước chấm tương ớt chua cay. Ban đầu cả hai đều ăn và tấm tắc khen thức ăn ngon và rượu ngon ngọt hơn nhiều so với quán của lão gia nhà bọn họ. Một lúc sau thì cô ta đã ôm bụng than đau. Lý Nghi liền đổ lỗi do rượu của quán có vấn đề liền cho người niêm phong và bắt giữ Trì Nguyệt. Ngưu Tổng hớt ha hớt hải chạy về báo tin cho cơ hồng hay biết. Phía nhà lão gia cũng hớt hải chạy vào xem tình hình đứa con của mình, biết tin đứa bé có thể bị sinh non và thêm lời dặm mắm dặm muối của Lý Nghi kia hôm nay muội ấy có đòi đi cùng thiếp đến quán rượu mới mở của nhị tẩu thiếp ban đầu nhị tẩu có nói lời nặng tiếng với muội ấy chắc nhị tẩu có ghen ghét muội ấy nên có ý định đầu độc không chừng ạ à. nghe xong lão ra rất nóng giận quyết đòi lấy mạng trì nguyệt nếu đứa bé có xảy ra chuyện gì vừa hay lúc đó trì nguyệt cũng đi vào lúc này bà mụ đỡ để liền chạy ra hối hả nói xuân nghi sức khỏe ngày càng yếu sợ cả hai mẹ con đều không xong trì nguyệt liền có ý muốn vào xem sao để cứu giúp nhưng bị lý nghi ngăn lại nhưng vì tính mạng của Vợ mình và đứa con và Trì Nguyệt đã cược mạng sống của mình nên lãi ta quyết định cho Trì Nguyệt vào. Cuối cùng sau một hồi hô hấp và dùng nhiều biện pháp đứa bé đã cất tiếng khóc chào đời hai mẹ con đã mẹ tròn con vuông. Sau sự việc cứu giúp vợ con lão gia ông ta cũng lấy làm vui và biết ơn Trì Nguyệt. Nhưng ông vẫn thắc mắc lý do tại sao Xuân Nghi lại sinh non là do ăn phải hồng hoa. Ở ngoài cửa công đường, cơ hồng và bọn trẻ gõ chuông kêu oan cho Trì Nguyệt. Khi được vào trong công đường liền kể từng tận câu chuyện để minh oan cho Trì Nguyệt. Bọn trẻ sống chung với Trì Nguyệt một thời gian cũng đã hiểu nỗi lòng và sự vất vả của cô tử thần liền lên tiếng, chắc ông cũng biết cô Trì Nguyệt đây là mẹ kế của tụi con, không có máu mủ huyết thống gì cả nhưng mẹ của chúng con luôn yêu thương chăm sóc tụi con rất chu đáo và lên huyện thành để kinh doanh thì không có hà cớ gì lại đi hại một thai phụ đang mang trong người một em bé như vậy. Thấy vẻ mặt của huyện lão cũng đã có phần thấy có lý cơ Hồng liền nói thêm, trẻ con không biết nói dối, nghe xong, huyện lão thấy có lý liền nhìn sang tên người làm thuê kia và nói, nếu người làm không Trì Nguyệt thì người liên quan chắc chắn là ngươi. Hắn ta liền biến sắc và nói: "Con chỉ là người làm thuê không biết gì cả, con không có làm gì hết cả, con không có bỏ thuốc vào rượu. Nghe đến đây ai cũng biết không đánh mà tự khai." Huyện lão liền cho người đến đánh nếu không khai ai đứng sau lưng. Hắn ta sợ quá liền khai có người sắp xếp kêu con vào làm quán rượu đến khi nào tiểu thiếp của ngài đến liền cho thuốc vào rượu rồi mang lên, làm xong sẽ cho con một số tiền lớn. Trì Nguyệt liền nói: "Nếu xuân nghi đến uống quán rượu của ta thì ta lấy làm vui vì sẽ bán được thêm khách." Huyện lão thử nghĩ xem nếu đứa bé không còn thì ai sẽ là người có vui nhất. Nghe đến đây hình như huyện lão đã nghĩ suy ra được điều gì đó. Tên lính đi lại nói thì thầm bảo chuyện này liên quan trong gia đình nên thả Trì Nguyệt về để tránh chuyện bé hóa lớn, liền cho bãi đường. Về đến nhà, huyện lão liền cho gọi Lý Nghi đến và tát cho ả ta một cú trời váng ngã lan xuống đất nhưng miệng vẫn luôn chối và lấm liếm cho những việc mình gây ra. Sau sự việc lần này ả ta càng thêm ghét và cảnh giác với Trì Nguyệt. TÔI ẤY sau khi cho bọn trẻ nghỉ ngơi xong cô ngủ gật và mơ nghe vang vọng tiếng của ai đó luôn miệng nói, ngươi không thuộc về nơi này. Trước sau gì ngươi cũng phải rời xa bọn trẻ, và nguyệt thực tháng sau ngươi sẽ trở về với nơi ngươi thuộc về. Sáng hôm sau có cuộc gặp gỡ giữa Trương lão gia và Trì Nguyệt nhờ có cơ hồng bắt được tên làm thuê nên mới làm rõ được sự tình. Sẵn đây Trì Nguyệt ngỏ ý mong muốn muốn tuyển thêm vài thôn phụ ở thôn Tây Không vào làm phụ bếp vì nay quán quá đông cũng vừa giúp cho họ có được công việc và thu nhập chính từ tay mình làm ra. Trương lão gia ban đầu còn phân vân nhưng cuối cùng đã khuất phục dưới sự thuyết phục của cô và khen cô nữ nhi lại bản lĩnh đến vậy. Nói đến đây Trương đại quý liền có chút buồn lòng vì cũng rất quý Lý Bình nhưng trong lòng vẫn luôn thắc mắc tại sao Lý Bình lại gặp thổ phỉ khi từ xưa đến giờ không có. Trương lão gia liền kể, Lý Bình là một người tốt lại có khiếu buôn bán, luôn tìm cách kiếm thật nhiều tiền để chăm lo cho bọn trẻ và có nhắn cho bọn trẻ khi nào có tiền thì sẽ mua một ngôi nhà trên huyện thành rồi đón bọn trẻ lên sống cùng nhưng không biết sao lại gặp thổ phi. Sau khi về lại buôn làng, Trì Nguyệt liền treo bảng tuyển người làm mọi người đi chợ ngang đều tấm tắc khen cô quả là một người phụ nữ giỏi giang cũng vào lúc này cô tranh thủ khi mọi người đông đủ cô đã truyền động lực bằng cách ta là một hóa phụ đi đâu ai cũng nói hóa phụ thì làm được gì ta từ thiếu nợ nhà đại phong đến ăn cũng không có nay lại mua nhiều đồ đạc cho các con và ở đây bất cứ ai cũng vậy bất cứ người phụ nữ nào cũng làm được cả sẵn đây quán rượu của ta đang cần tuyển người nếu ai muốn vào làm bất cứ khi nào cũng được mọi người ai ai cũng đều hưởng ứng và hẹn nhau ngày mai đi cùng đến về nhà khi thấy mẹ mang rất nhiều thức ăn ngon bọn trẻ háo hức lắm ăn lấy ăn để cùng lúc cơ hồng đến bàn công việc với Trì Nguyệt đã giao cho. Bọn trẻ đều trêu gẹo cơ hồng xem ra bọn trẻ đã đồng ý cho hai người đến với nhau. Ở phía bên nhà họ Lý tên Lý thôi đã nghe ngóng tin nghi muội của mình bị nhốt vì Trì Nguyệt đã tức tốc chạy về báo cho bà mẹ hay bà ta nóng cả mặt chắc chắn không buông tha cho Trì Nguyệt cô nương, còn phía người tình của Lý Nghi cũng vừa được tên tay sai báo tin. Phía Xuân Nghi vẫn còn bị nhốt và có thể sẽ bị sư huynh của Xuân Nghi thay thế tiếp quản phường rượu ạ nghe xong hắn ta nóng giận đập ly dựa xuống bàn và suy nghĩ cách cứu xuân nghi ra khỏi đấy sáng ra ở làng tây không trì nguyệt đang phơi đồ với tử cường hai mẹ con nói chuyện vui vẻ và cậu bé cũng nhận ra mẹ sắp đi đâu đó mẹ không thuộc về nơi này đang suy nghĩ cách trả lời cậu con thì cơ hồng đi vào báo tin chuyện xảy ra Trì nguyệt tức tốc chạy đến lý đường thì ra bà mẹ chồng gửi hưu thư của lý bình từ hôn cô sao mẹ lại từ con bà ta liền than thân trách phận lại bài ca kể lể số tôi khổ khi rước cô ấy về nhà về nhà gây ra bao phiền phức lại độc ác với ba đứa cháu của ta trưởng thôn liền đọc bản hưu thư của lý bình cho cô nương nghe xong liền mượn xem tờ hưu thư thì thấy dấu hiệu bất thường tại sao vân tay lại màu đen khi phát hiện ra dấu vân tay trên bức hưu thư là dấu vân đã lâu rồi bà ta liền giải thích lấy giải thích để đúng là dấu vân tay đã lâu lúc đấy lý bình đã muốn bỏ ngươi rồi mau đưa ngân lượng và ba đứa nhỏ ra đây nhưng với lý luận sắc bén của mình đây trưởng thôn vẫn còn mùi mực chứng tỏ là mới viết còn dấu vân tay thì đã lâu rồi trưởng thôn liền ngửi mùi mực đúng quả thật là mới viết ông cũng rất nóng giận vì sự lươn lẹo và lừa gạt của bà ta biết mình không còn đường nào chối cãi liền đổi chiêu ăn vạ trong nhà trưởng thôn khóc lóc kể lễ thấy mẹ đi đến tối vẫn chưa về từ cường cho hai muội đi ngủ còn mình thì ngồi chờ mẹ thấy mẹ vừa về cậu bé hớt hải sau mẹ về muộn vậy bọn nhà lý lại ức hiếp mẹ nữa à để con đi tính sổ chị nguyệt can ngăn và chỉ dạy dặn dò bây giờ con đã là một nam nhân nên phải chăm sóc hai muội của mình thật tốt nếu mẹ không có ở đây ngân lượng và đất không được đưa cho bất kỳ ai hết tối đó chị nguyệt nhớ lại những sự việc xảy ra cũng như lời nói của trương đại quý nói cô luôn thắc mắc và nghi ngờ về cái chết ẩn khuất của lý bình quyết tìm cho ra vì thời gian không còn nhiều nữa phía bên cơ hồng đang suy tư vẽ vời và nghĩ đến cô thì cô gõ cửa xuất hiện đem chuyện mình nghi ngờ về cái chết của lý bình kể cho cơ hồng nghe và nhờ chàng ấy giúp mình tối đó do ăn quá nhiều khoai lang nên hắn ta lý thôi đau bụng đi ngoài vừa bước ra đã nghe âm thanh gọi bên tay đó chính là lý bình hiện về đòi mạng do trì nguyệt và cơ hồng đóng giả ta thảm quá ta thảm quá hắn ta sợ té đái trong quần liền khai không phải ta hại đệ đâu tất cả là chủ ý của mẹ Ta chỉ lấy một tờ giấy trắng ấn dấu tay của đệ để kiếm chút tiền. Lý Bình, thôn ta trước nay yên bình tại sao ta lại bị thổ phi giết chết? Hắn ta liền khai, hôm đó có cả mẹ và nghi muội nữa. Nói xong liền bị đánh ngất xỉu. Tối đó cả hai cùng nhau ngắm trăng, ta thấy muội có nhiều nét mà một cái bình thường không có, muội như ánh trăng vậy nhưng ta không kìm lòng được. Khi hỏi đến tới việc mà Trì Nguyệt đang cần gấp mà chưa làm cơ hồng liền vội vã đi làm. Ở phía bên nhà huyện Lãi Gia, Lý Nghi bị Xuân Nương đuổi ra khỏi nhà ta cũng được lão gia thương yêu tại sao lại đuổi ta ra khỏi nhà? Xuân nghi liền đáp trả, trước tiên là ngươi định giết con của ta nhưng bị bại lộ thứ hai lão gia đã điều tra ngươi và hồ tam gia có mối quan hệ gì, lão gia không muốn nhìn thấy ngươi nữa nên nhờ ta đuổi ngươi đi. vừa cuốn khăn gối ra khỏi nhà thì gặp mẹ con trì nguyệt lại liền đổ lỗi mọi chuyện do trì nguyệt gây ra, chẳng may trên người đánh rơi ngọc bội, tử thần liền la lên, đó là ngọc bội của cha con. tên hồ tam gia kia liền đi đến kéo lý nghi đi mất. về đến nhà, tử thần liền kể đầu đuôi mọi chuyện cho trì nguyệt nghe ngọc bội ấy là của mẹ ruột con để lại cha luôn cất nó trong người không để ai thấy cả chỉ hôm đang nô đùa cùng cha thì vô tình thấy cha nói sau này con lớn sẽ tặng miếng ngọc bội màu lục nhạt cho con còn ả à lý nghi kia lo sợ mọi chuyện sẽ bị bại lộ tên hồ tam ra liền chấn áp tinh thần nàng nghĩ một ả hóa phụ có thể làm gì ta cả hai liền ác độc có ý định trừ khử trì nguyệt cho vui cùng lý bình cả nhà cùng nhau trang hoàng và ăn uống thịnh soạn vui xe đón tết trung thu cùng nhau thì ả à ta cùng hồ tam ra cùng bọn lính kia kéo nhau xông vào quao wow. nhiều đồ ăn ngon thật xem ra cuộc sống của đại tẩu ta thật tốt và cuộc sống tốt của ta đã bị cô cướp đi. Nên bây giờ ta đến đây lấy những thứ có giá trị và cô sắp chết đến nơi rồi, Lý Bình là ta đã giết chết đấy giết thêm các ngươi nữa cũng chẳng sao. Nghe đến đây bọn trẻ và Trì Nguyệt ai cũng há hốc và tức giận. Trì Nguyệt liền trấn an bọn chê và hứa sẽ trả thù mối hận này. À ta cùng tên Hồ Tam ra bắt trói bọn trẻ cùng Trì Nguyệt và Cơ Hồng sau đó lấy hết ngân lượng với ý đồ cao chạy xa bay. Với những kiến thức mình có được Trì Nguyệt cố gắng lấy mảnh vỡ chén để cắt đứt dây trói của mình, khi cởi trói cho tất cả mọi người xong bên ngoài bọn chúng vẫn còn bao vây rất là nhiều hai ả à kia tính vừa về ăn mừng chiến tích thì trì nguyệt liền song ra với cây súng trên tay xử từng tên một năm la liệt khiến hai ả à ta sợ xanh cả mặt mày bây giờ chỉ còn mỗi tên hồ tam gia và ả à lý nghi kia rồi thời gian nguyệt thực cũng đã đến lúc phải đến mọi ký ức bên đám trẻ và cơ hồng ùa về như một thức phim tua ngược trở về với hiện tại như tẩu quản lý của trì nguyệt gọi mãi thì cô mới tỉnh giấc thì ra là cô nằm mơ nhưng giấc mơ rất thật và không biết có thể gặp lại bọn trẻ hay không Ngày hôm sau lại bắt đầu buổi quay phim nhưng bối cảnh lại rất là giống với những gì cô trải qua trong mơ và phía trước là ba nhóc tỳ chính là bọn trẻ đang ngồi chờ đợi cô. Bởi lẽ mọi sự trên đời này gặp gỡ đều đã được sắp đặt.